Chào Bình Minh hoa ban mai là nơi nhà xưa em vang như âm ngàn đời đôi con cha tươi chim hót hoa tươi trong nắng yêu đời mẹ cha thơ yêu quê hương đầy vơi lòng xuân tươi vươn lên bao muôn nơi sóng lúa chơi vơi xanh lá chân trời chiều màu đẹp tươi. Diệu Miên hân hạnh gặp lại quý khán giả của đài VNA TV. Kính thưa quý vị, tại California chúng tôi phát hình trên băng tần 57.3 và 16.10 trên Facebook và YouTube cũng như là internet vnatv.com trên toàn thế giới. Và chương trình Good Morning Việt Nam America buổi sáng hôm nay chúng tôi hân hạnh được làm việc với cô anchor hạng nhất của đài VNA TV của chúng tôi, và chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với cô, đó là cô Mỹ Linh. Xin chào cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác Duy Miên và xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV. Chúc quý vị sẽ có một ngày tốt lành, và chắc chắn ngày hôm nay sẽ là ngày tốt lành tại vì có nhiều tin vui lắm. Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều, và đặc biệt quý khán giả đang theo dõi chúng tôi ở trên Facebook. Càng lúc càng đông người theo dõi hơn, và quý vị đã share rất là nhiều, và mong rằng quý vị sẽ share nhiều hơn để cho nhiều vị khán giả có thể theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày thật là bình an, thật nhiều niềm vui nha. Và kính thưa cô, quý khán giả, ngay bây giờ chúng tôi xin gửi đến cho quý vị những bản tin đầu tiên của ngày hôm nay. Dạ thưa bác. Nhưng mà uống ly cà phê trước đi. Dạ đúng rồi. Vâng, thưa chúng ta sẽ cảm ơn một số những bạn hữu đã yêu mến chúng tôi, giúp cho chúng tôi sống qua cái đợt đại dịch này. Chẳng hạn như là EWT, chẳng hạn như là anh Philip Nam, chẳng hạn như là Advanced Technology Therapy, cũng như các bạn trẻ mà giúp đỡ trong vấn đề cho cộng đồng chúng ta vượt qua cái chuyện mà Covid-19 này. Đó là anh em hưu trí giúp cho quý vị có một việc làm việc tại nhà thì giờ thoải mái, cũng như quỹ hưu trí như thế nào vân vân. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những quý vị, và bằng trái tim chúng tôi luôn luôn nhớ, tại vì có thực mới vượt được đạo. Nếu không có quý bạn thì chúng tôi sẽ không được như thế này. Cô Lily Lan Trần cũng giống như là Golden Trophy vân vân, thưa Tèo Theo Club và chợ Sài Gòn City Marketplace vân vân. Chúng tôi muốn dành nhiều thời giờ ngày hôm nay để Mỹ Linh và chúng tôi gửi đến cho quý vị tất cả những tin tức mà quý vị cần biết, nhất là ngày mai Georgia có thể sẽ có những biến động mà không ai có thể ngờ trước được. Và ngày hôm nay nhiều tin lắm, nhiều tin quý vị lắng nghe, và chúng tôi không kịp trong cái khoảng đầu, chúng tôi có tới 3 phần. Phần thứ nhì và phần thứ ba chúng tôi cũng sẽ tường trình đầy đủ cho quý vị. Đầu tiên hết mời cô Mỹ Linh vào tin hot nhất buổi sáng hôm nay. Dạ, thưa quý vị, thì để cho quý khán giả ở trên Facebook được vào đông hơn để mà có thể coi, cho nên là Mỹ Linh sẽ will say the best to the last. Sẽ dành những cái bản tin mà hay nhất ở trong những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúng tôi nói những bản tin nó nhẹ nhàng hơn chút xíu để mà chờ quý khán giả ở trên Facebook rồi cũng có thể coi nữa. Bản tin này Mỹ Linh nói đến có 2 người mất tích và 4 người đã được tìm thấy sau một trận gọi là bị chui đất, bị lở đất ở tại Alaska. Thưa quý vị, 2 người ở Hanas, Alaska đã mất tích sau một trận mưa lớn và lũ lụt đã gây ra lở đất một ngày trước đó. 4 trong số 6 người đã được report là mất tích đã được xác định vào sáng ngày thứ năm. Và theo các đội cứu cấp thì đã tìm kiếm và đang cố gắng tìm 2 người còn lại. Và họ cho biết thêm rằng là khu vực của ông Alaska Alpher Fullerton là người điều hành lâm thời của quận hạt Hanesboro đã cho biết hàng chục ngôi nhà trên sườn đồi đã không thể gọi là cố định được nữa vì tai nạn này. Ông Fullerton còn cho biết vào ngày thứ tư toàn bộ sườn đồi đã sập xuống, và lực lượng cứu cấp bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, lực lượng bảo vệ quốc gia Alaska cũng như quân nhân của tiểu bang Alaska đã giúp đỡ cho chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Khoảng 30 người đã được sơ tán cho đến tối ngày thứ tư, và trung tâm điều hành khẩn cấp của địa phương đã yêu cầu các nhà thầu đã giúp đỡ để xác định vị trí các gọi là những cái máy móc hay những cái đồ gì nặng để mà di chuyển ra khỏi những cái nơi bị chui đất để không gây nguy hiểm cho mọi người. Và như vậy là cuối cùng 2 người vẫn mất tích và 4 người thì đã được tìm thấy trong trận lở đất này, một trận lở đất rất là lớn, kính thưa quý vị. Dạ.
Đó là cái bản tin tiếp theo. Bây giờ quý khán giả trên Facebook càng lúc càng đông hơn rồi nha. Quý vị vào nhanh hơn để mà Mỹ Linh lại tiếp tục giới thiệu những bản tin khác hấp dẫn của ngày hôm nay. Dạ thưa bác, bản tin vâng, tiếp theo. Thưa quý vị, dạ. Quý vị nghe đài VNTV chúng tôi 3 ngày vừa rồi, chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng cập nhật những tin mới nhất. Đặc biệt là chúng tôi đã nói với quý vị là ngày mai, tối mai 7 giờ là Tổng thống Trump ông bước xuống ở dưới đường phố cùng với những người ủng hộ ông tại Georgia. Một cái trận chiến mà quý vị biết là sẽ long trời lở đất, bảo đảm với quý vị long trời lở đất. Tại vì tin buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi trước khi vào đi làm ngày hôm nay đó, chúng tôi nhìn lên TV của Hoa Kỳ, chúng tôi mới giật bắn người lên. Lần đầu tiên tất cả những đài Hoa Kỳ đều phải loan cái tin này. Tại vì cái tin này họ không loan không được, họ có tả có hữu gì cũng phải loan ấy. Ông thống đốc phản bội đảng Cộng Hòa, ông Kemp ở bên Georgia đã tuyên bố những câu thuận lợi vô cùng cho Tổng thống Trump. Tại vì ông Trump cũng nói là tôi hổ thẹn khi endorse, tức là tôi là cái người mà vận động cho ông này được làm thống đốc. Mà bây giờ với những cái quyết định của ông làm tôi hổ thẹn. Bữa nay ông Kemp tuyên bố, quý vị nhìn thấy là quay chưa tới 180 độ nhưng mà cũng đã quay chiều. Thưa quý vị, sau khi phe của Tổng thống Trump và đài VNTV của chúng ta đã đưa cái video mà quay bằng máy, mà cái chuyện mà trao đổi phiếu ăn gian lận, cái này là bằng chứng 100%, không thể nó không phải là không bằng chứng được. Thì tất cả gió đã bắt đầu đổi chiều. Giống như Tổng thống Trump và nhiều người khác, tôi cũng thất vọng. Đó là câu tuyên bố của ông Kemp, thống đốc của tiểu bang Georgia, quý vị thấy không? Đây là mở ra một cánh cửa rất lớn cho Tổng thống Trump để welcome ông tới Georgia và những người ủng hộ ông khắp các nơi, trong đó có người Việt của chúng ta ở những tiểu bang gần Georgia cũng cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa tới đó để cùng với những người ủng hộ khác chiến đấu cho trận chiến này. Và cô Mỹ Linh biết ông tuyên bố như vậy đó là ông Kemp, một đảng viên Cộng Hòa, chia sẻ với phóng viên về kết quả cuộc bầu cử năm nay. Thưa quý vị biết là Georgia mà kéo được Georgia ra khỏi cái quỹ đạo của ông, tức là không cần lấy cái phiếu đó cho ông Trump, chỉ cần lôi cái phiếu đó lại như Nevada làm ngày hôm nay, tức là lấy cái phiếu của ông Biden lại thôi, tức là cái số đó nó sẽ xuống 270, thấy không? Thì cái chuyện đó bây giờ chút nữa chúng ta sẽ nói Nevada. Bây giờ cô Mỹ Linh có cái tin gì? Dạ, còn tiếp tục liên quan đến tin Georgia của bác đi ha. Rồi. Dạ, chúng ta tại vì tin Georgia là bắt đầu quý khán giả ở tại Facebook đã đông lắm rồi để vô để chuẩn bị nghe cái tin này. Dạ, thưa quý vị, là chúng tôi xin nói rõ hơn là tại sao Georgia này nó có biến cố ngày hôm nay. Là tại vì một cái video clip đã cáo buộc Georgia là đã có sự gian lận phiếu bởi một cái vali màu đen nó được kéo ra sau khi mà tất cả những người ở trong phòng đó đều bị mời đi ra ngoài hết trong cái phòng kiểm phiếu. Mời ban kỹ thuật cho mình lên cái video số 4. Và video số 4 này ở trên YouTube chiếu rất rõ ràng nha quý vị nha. Luật sư tên là Jackie Pick đã cho biết ngày thứ 5 ở trên đài TV Newsmax TV, đó là một cảnh quay video cho thấy đó là các chiến dịch của luật sư của Tổng thống Trump đã trình bày một trong một cái cuộc điều trần ở tại quận hạt Fullerton của Georgia đang đếm phiếu, mà đếm phiếu trong cái tình trạng không có monitor, tức là không có cái camera, không có người theo dõi, không có camera theo dõi. Và sau đó thì luật sư Jackie Pick đã cho biết rằng có một công ty an ninh tư nhân, công ty này nó tên là State Farm, cái khu vực này đó là một công ty tư nhân ha, họ làm gọi là họ gắn camera, họ làm an ninh ở trong cái khu vực của State Farm Arena, tức là cái nơi được chọn để mà làm cái khu vực bỏ phiếu của Georgia, đã cung cấp cho những luật sư của chiến dịch Tổng thống Trump vào lúc 1 giờ sáng giờ East Time, tức là khoảng 3 giờ sáng giờ California của mình vào ngày thứ 5. Ngày hôm nay quý vị tưởng tượng lúc 1 giờ sáng nha, và bà Peck này đã nói là đã nói với lại cái chương trình gọi là Stingfield, đã nói là chúng tôi nhìn thấy nó vào lúc 1 giờ sáng và một nhóm người lớn gồm gọi là những người của chúng tôi, một nhóm đông của chúng tôi đã theo dõi nó và bị bất ngờ với những gì mà chúng tôi đã thấy. Và một luật sư là tình nguyện viên của Georgia đã trình bày ra
trước Thượng viện vào ngày thứ Năm và nói là người dẫn chương trình và Grant Sheffield của chương trình Grant Sheffield của Newmax đã cùng với lại cái vị luật sư là Jackie Pick đã xác nhận những gì mà những người nhân chứng này đã tuyên thệ trong một bản tuyên thệ của mình. Đó, họ đã tuyên thệ rồi, nếu sai là họ phải chịu trách nhiệm nha, ở tù đó. Và cho nên là họ đã thấy rất rõ ràng và đã quay cái video của công ty tư nhân này leak ra cho vị luật sư Jackie Pick. Và bà Pick nói trong video có một cái vali được kéo ra từ một chiếc bàn, được che đậy bởi một tấm vải đen phủ kín trên cái bàn đó. Sau đó có một cái vali và trong vali đó chứa hàng ngàn lá phiếu. The Epoch Times đã tweet một cái video giám sát đầy đủ hết cái văn phòng đó vào chiều ngày thứ Năm. Nói rằng và lúc đó là Tổng thống cũng tweet liền một cái tweet. Nói chà, đây là một quả bom tấn đang diễn ra ngay bây giờ ở tại Georgia. Những lá phiếu đã được nhồi nhét khi mà đảng Cộng Hòa buộc phải rời khỏi phòng kiểm phiếu lớn đó. Và còn nhiều hơn nữa, sắp tới những điều này sẽ dẫn đến chiến thắng dễ dàng của tại tiểu bang Georgia. Đó là lời của Tổng thống. Quý vị nhìn kỹ trên cái video này ở bên tay phải nha. Đó, cái video này. Quý vị sẽ nhìn thấy có một cái bàn màu đen phủ trên đó và có một người Mỹ Linh không nhớ rõ, hình như là người phụ nữ đến để kéo lôi cái vali cũng màu đen ra, đi ra khỏi cái bàn đó. Một cái vali giống như cái vali kéo tay của mình thôi và rất là rõ ràng luôn, mà đặc biệt là một công ty tư nhân họ làm ở trong cái câu chuyện này nó dẫn tới một cái kết cục ngày hôm nay mà mình nói là gió đã xoay chiều, là ông thống đốc là cái người phản bội đảng Cộng Hòa đó bây giờ phải ra lệnh cho ông tổng thư ký, tức là ông Secretary of State, phải ngưng cái chuyện công nhận ông Biden thắng. Không cần phải giao cho ông Trump kiểm phiếu lại còn lâu lắm. Chưa có cần nói là ông Trump thắng, nhưng mà chỉ cần rút cái phiếu của ông Biden ở thành phố ở tiểu bang Georgia là lại thôi. Đó là yêu cầu của ông Kemp trong ngày hôm nay. Ông nói dĩ nhiên là tụi Mỹ họ làm đó, là họ nói là vòng vòng lắm, nhưng mà rõ ràng là không lẽ họ cũng sợ mất mặt. Họ cũng nói vuốt vuốt vậy đó. Bây giờ với bằng chứng hiển nhiên này, với những cái tố giác của phe Tổng thống Trump như thế này, và chúng tôi đã đề nghị với Tổng thư ký của tiểu bang khoan, tức là rút lại cái công nhận chiến thắng của ông Biden tại đây. Thưa quý vị, cái chuyện này dĩ nhiên bây giờ là bà đó, ông đó, ông Tổng thư ký chưa tuyên bố, nhưng mà trước sau, thưa quý vị, ngày mai, quý vị theo dõi chúng tôi để biết ngày mai Georgia nó sẽ xảy ra chuyện gì. Cái lúc đó đó thì ở đài VNA chúng tôi cũng có cái giờ từ 6 giờ 7 giờ Cali, tức là ở bên đó, tức là họ là 7 giờ, tức là 9 giờ ở đây, 9 giờ mình ở đây, mình cũng có thể mình biết được những cái sự tập hợp của bà con mình về đó. Và chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của đài. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ vào với những tin tức thiệt là đặc biệt. 6 phiếu ở Nevada chắc chắn sẽ vụt khỏi tay Biden rồi. Thẩm phán đã đưa ra rồi trong buổi tin nổ nhất buổi sáng hôm nay. Chào bên đi.